Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kể trên cả nước nghe xem kênh Cuộc Sống Con Trâu Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của anh Thư, xin cây siêu bông bình lợi ghép gốc tứ quý hàng bonsai đủ kích cỡ cho quý cô chú anh chị mình luôn ạ. Cô chú mình có nhu cầu mua bo về ghép nhân giống thì mình liên hệ với số điện thoại của anh Thư nha cô chú anh chị ha. Em xin phép được cho biết chia sẻ luôn ạ. Dạ em xin chào anh Thư ơi. Chào Phương á, chào cô chú anh chị đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang á. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với cô chú anh chị mình cái giống siêu bông bình lợi ha cô chú anh chị. Hôm nay là cái địa chỉ vườn của em là ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại giao lưu của em là 0907 704 723 ha. Dạ. Bữa nay là em giao lưu bo siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Cái này là F1 đó, không anh ha? Cái này là mua chỗ vườn của anh Đủ Lực nè ha. Đây, nhân giống ra đợt đầu á cô chú anh chị. Mấy cái này cỏ này là lấy bo được luôn rồi anh ha. Hiện tại bây giờ bo cây đầu dòng này là lấy được luôn rồi cô chú anh chị. Dạ. Cái nó gám hết trơn rồi nè. Dạ. Cây này thì bo ghép chà bá hết trơn rồi ha cô chú anh chị. Cái bo này hiện tại nó gám nhưng mà thật sự cái bo này nó chưa có mập nha cô chú anh chị. Mình ghép cũng được nhưng mà nó không có mập ha. Một hồi em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình mấy cái bo mà trong chậu nó đang nở, nó còn búp nụ ha. Cái giống siêu bông bình lợi thì cô chú mình biết rồi ha. Gần đây thì nó cũng nổi ở trên mạng ha cô chú anh chị. Thì cái cánh nó là 15 cánh cho tới 26 cánh ha. Đây là cái cây đầu dòng em mua ở chỗ vườn Đủ Lực ha. Về em bỏ vô bồn tới giờ. Cây này mua hồi tháng 3 năm 2023 nha cô chú anh chị. Đúng đến thời điểm này là nó đúng một năm rồi đó. Mấy cái thằng liền nó cho mấy bo ghép liền cho hỏi cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình an tâm về bông với nụ ha, em đảm bảo cô chú anh chị mình bông đẹp ha. Nở bông chùm ha, một cục không ha cô chú anh chị. Để review vòng vòng mấy cái vườn em còn hiện tại bây giờ trong vườn em còn khoảng 6 cây nha cô chú anh chị là cắt bo bán cho cô chú anh chị á. Hiện tại cây này em cũng đã giao lưu khách rồi ha. Nó nở bông cục ha, một nụ nó là từ nụ này là nó tới 8 bông rồi cô chú anh chị. Cái này nắng do nắng quá nó cũng bị héo rồi ha cô chú anh chị. Mấy cái bo này mập không cô chú anh chị nha. Cây này hiện tại em đã giao lưu cho khách rồi ha, với một cây cụm gừng em đã giao lưu cho khách rồi. Cây này cụm gừng này đã giao lưu rồi luôn rồi quý cô chú anh chị ha. Hiện tại giờ em còn 7 cây cũng phôi tí quý ghép siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Nút nụ thì bo rất là đẹp ha. Bo cô chú anh chị mình tham khảo ha. Rồi em cắt bo em tính vậy đó ha. Như mỗi như một bo ha. Cái bo nào nó giãn thì em tính một bo cô chú anh chị, một nụ. Cái nào nó nhặt thì em để hai bo ha. Mà thật sự hổm gà em bán đa số là em tặng bo cho cô chú nhiều lắm nha. Em bán 20 bo mà em tặng có thể thêm 10 bo nữa là ra 30 bo ha cô chú anh chị. Cái giá hiện tại em bán hổm gà là cô chú anh chị mình mua số lượng là ít ha. Dưới 50 bo thì em bán 30 ngàn ha. Trên 50 bo là em bán 25 ngàn một bo nha cô chú anh chị. Mấy cái bo là mập uống nu hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Dạ. Yeah. Cô chú anh chị mình mua thì em gửi số tài khoản ha, cô chú chuyển đủ tiền vô đó em sẽ cắt bo em gửi ha. Cô chú anh chị mình muốn gửi cái quả tóc á là 127.000 nha cô chú anh chị. Còn gửi thường thì khoảng tầm 17.000 ha. 17 tới 20.000 ha, tùy xa gần ha. Gửi quả tóc thì cô chú anh chị ngày trước ngày sau là có mà cước phí nó tới 127.000 nha cô chú anh chị. Như cây này là mình chưa bán phải không anh, chưa giao lưu phải không anh? Chưa, nếu bây giờ hiện tại cô chú muốn giao lưu cây này thì em cũng bán luôn ha. Dạ. Nhưng mà trước mắt là em bây giờ em giao lưu bo. Bông là chùm luôn cô chú anh chị, nắng quá nó xỉu quá hết cô chú nha. Mấy cây này nói chung là em ghép mới có tầm 8 tháng thôi nha cô chú anh chị. Mà cái chột nó bự bằng ngón tay út có ha, bự hơn múc đũa có ha. Hiện tại qua đây em sẽ quay cho cô chú anh chị mình thêm một vài cây nữa ha.
Cái này nè, cô chú anh chị mình giao lưu là em sẽ cắt bo, em giao lưu cái. Mình cắt, mình giao lưu bo từng cây hết cô chú anh chị. Để như cây nào mình còn bán được cho khách mình bán, còn cây nào mình cắt bo là mình cắt, hay mình cắt như cây này là mình cắt chuỗi luôn ha. Cây này nếu mình cắt khéo khéo cây này cũng khoảng từ 4 đến 500 bo nha cô chú anh chị. Ôi, bo nào bo nấy ú nù luôn cô chú. Siêu bông mình lợi thì cô chú an tâm về nút nụ ha, mỗi một mắt lá luôn ha. Nè. Cây này chuẩn giống nha cô chú anh chị, an tâm ha. Lá bự bự không nha cô chú anh chị. Em lật cái lá cái bàn tay của chú anh chị mình hình dung ha, lá nó bự. Giao lưu mấy cô chú anh chị mình là mấy cây mà nút nụ đẹp ha. Một nút nụ nó em đếm bình quân nó là cây này 8, thường là 8 bông nhiều mấy cô chú anh chị. Nè, như cây này nè, đây 4 ha, đây ba bông nữa với cái nở nữa là 8 ha. Dạ. Thường nó 8 bông, 12 bông một nụ á nghe cô chú anh chị. Em còn hai cây bên đây nữa ha, để quay cho hết cô chú anh chị mình luôn. Dạ. Số lượng bo em cũng còn giới hạn, không có nhiều nữa cô chú anh chị. Khoảng chừng cô chú anh chị mình muốn mua về để làm giống cũng được ha, còn không mua thì em sẽ cắt bo em bán lần lần, như em cắt hết cái cây bên kia là em sẽ sang cây bên đây ha. Khi nào mình cũng ghép với gốc tứ quý là bo mập mập không cô chú anh chị? Bo cô chú anh chị mình là an tâm về cái bo ha. Quá trời bông cô chú anh chị. Cái này cũng 8 chân bông nữa nè. 4. Cái này cũng 8 chân bông hả cô chú anh chị? Yeah. Nút nụ nào nó cũng 7-8 chân bông hết ha. Cô chú anh chị mình an tâm về bông ha. Em bao cô chú bông chuẩn ha. Siêu bông mình lợi. Rồi, cây này cũng ngậu đấy, cũng dữ lắm nha cô chú anh chị ha. Cô chú mình có nhu cầu mua bo nhân giống mình liên hệ với số điện thoại. Đây, đây. Đây nữa ha cô chú anh chị. Yeah. Nút nụ nó mập như vậy nè cô chú anh chị mình ghép nó dính nè, nó tỷ lệ dính nó rất là cao cô chú anh chị. Bo mà ốm dưới lá nhỏ là mình ghép cái tỷ lệ nó đạt không cao ha. Nút nụ gì nó đủ nhựa nè, cái nụ thì mình bẻ nụ mình ghép ha. Cô chú anh chị nào mà không biết cách bẻ nụ thì mua bo em hướng dẫn nha cô chú anh chị. Cái bo này nó uống nụ nặng luôn cô chú anh chị. Dài rồi. Cái này viên một cục đế luôn ha cô chú nha. Dạ, em cũng cuối clip em cũng kính chúc cô chú anh chị mình xem kênh thật vui ha. Cô chú anh chị mình muốn giao lưu bo thì cô chú anh chị ở gần, địa chỉ ở Cần Thơ, Vĩnh Long hoặc Hậu Giang thì có điều kiện thì mình chạy tới vườn luôn ha cô chú anh chị. Mình cắt bo về mình ghép liền thì tỷ lệ sống nó cao ha, tỷ lệ dính nó cao. Còn cô chú anh chị mình ở xa thì em sẽ gửi theo quả tóc ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình tùy theo cái gói cước, cô chú anh chị mình thích cái gói cước quả tóc thì nó 127.000. Còn gửi thường thì nó chậm hơn khoảng 3 ngày thì nó cũng tới cô chú anh chị. Thì giá khoảng 17.000 thì cô chú anh chị mình chịu cái tiền cước phí đó ha. Em thì chuyển tiền đủ trong chuyển tiền đủ thì em sẽ lên cái đơn hàng em sẽ chuyển bo cho cô chú anh chị mình ha. Rồi em nhắc lại cái địa chỉ vườn của em là ở xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại giao lưu của em là 0907 704 723 ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại cô chú clip sau ha. Dạ. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây đối với cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị mình sẽ thu tầm được đúng hoa mới, bông đẹp và